Sách Thi Thiên chương 19. Vinh quang của Đức Chúa Trời trong vũ trụ và luật pháp. Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời. Bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia. Đêm này truyền tri thức về Đức Chúa Trời cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe âm thanh của chúng. Nhưng tiếng của chúng dội vang khắp đất, và lời của chúng truyền đến tận cùng thế giới. Trên bầu trời, Ngài đã dựng trại cho mặt trời. Mặt trời khác nào tân lang ra khỏi loan phòng, vui mừng chạy đua như một dũng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng đến phương trời kia. Không gì tránh khỏi được sức nóng mặt trời. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn. Chứng ước của Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va là tinh sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va là chân lý, tất cả đều là công chính. Các điều ấy quý hơn vàng, thật quý hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật của tàn ong. Các điều ấy dạy dỗ đầy tớ Chúa. Ai gìn giữ chúng được phần thưởng lớn. Ai nhận thức được các sai lầm mình. Xin Chúa tha những lỗi lầm mà con không biết. Xin Chúa giữ đầy tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị con, thì con sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Lạy Đức Giê-hô-va là vần đá và là đấng cứu chuộc của con. Nguyện lời nói của miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Sách Ma-thi-ơ chương 19. Chức vụ của Đức Chúa Giê-xu tại Giu-đê và Giê-ru-sa-lem. Vấn đề ly dị. Khi dạy những điều này xong, Đức Chúa Giê-xu rời khỏi miền Ga-li-lê đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Đoàn người rất đông đi theo Ngài. Tại đó Ngài chữa lành bệnh cho họ. Những người Pha-ri-si đến để thử Ngài và hỏi rằng: một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không? Ngài đáp: các ngươi chưa đọc sao? Từ ban đầu đấng tạo hóa đã tạo nên người nam và người nữ và phán: vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. Như thế vợ chồng không còn là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Họ lại hỏi Ngài: nếu vậy, tại sao Môi-se lại truyền cấp giấy ly hôn, rồi bỏ vợ? Ngài đáp: vì lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép ly dị vợ. Nhưng từ lúc ban đầu không có như vậy. Còn ta nói với các ngươi, hễ người nào không vì lý do gian dâm mà ly dị vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình. Các môn đồ thưa rằng: nếu chỉ có thể ly dị vợ vì lý do đó thôi thì thà không cưới vợ còn hơn. Nhưng Ngài đáp: không phải ai cũng có thể nhận được lời này đâu, song chỉ có những người được ban cho mà thôi. Vì có những người bị hoạn từ lúc mới sinh, có người hoạn bởi tay người ta, và có người tự hoạn vì cớ vương quốc thiên đàng. Người nào có thể nhận được lời này, hãy nhận đi. Đức Chúa Giê-xu ban phước cho trẻ con. Khi ấy người ta đem các con trẻ đến để Ngài đặt tay và cầu nguyện. Nhưng các môn đồ quở trách họ. Đức Chúa Giê-xu phán: hãy để các con trẻ đến với ta, đừng ngăn cản chúng, vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy. Ngài đặt tay trên các cháu rồi rời khỏi nơi đó. Người thanh niên giàu có. Lúc ấy có một người đến hỏi Ngài: thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu đáp: sao ngươi hỏi ta về điều lành? Chỉ có một đấng trọn lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn. Người ấy hỏi: những điều răn nào? Đức Chúa Giê-xu đáp: người chớ giết người, chớ gian dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối,
hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân mình. Người thanh niên ấy thưa, tôi đã phân giữ tất cả những điều này, tôi còn thiếu điều gì không? Đức Chúa Giêsu đáp, nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời, rồi hãy đến theo ta. Khi nghe lời này, thanh niên ấy buồn bã bỏ đi, vì anh ta có quá nhiều của cải. Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ, thật ta bảo các con, người giàu vào thiên đàng quả là khó. Ta lại nói với các con, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời. Các môn đồ nghe điều này thì vô cùng kinh ngạc và nói rằng, vậy thì ai có thể được cứu? Đức Chúa Giêsu nhìn họ và phán, loài người không thể làm được điều này, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Phi-rơ thưa rằng, thưa Thầy, chúng con đã bỏ tất cả mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Chúa Giêsu đáp, thật ta bảo các con, đến thời đại muôn vật đổi mới, khi con người ngự đến trên vinh quang của Ngài, thì các con là những người đã theo ta, sẽ cùng ngồi trên 12 ngai để đoán xét 12 bộ tộc Israel. Bất cứ người nào vì danh ta mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, người ấy sẽ nhận được gấp trăm lần hơn và thừa hưởng sự sống đời đời. Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối và những người cuối sẽ trở nên đầu. Sách Amos chương 8. Khải tượng về giỏ trái cây mùa hạ. Đây là điều mà Chúa Giê-hô-va cho tôi xem thấy, một giỏ trái cây mùa hạ. Bấy giờ Ngài phán, Amos, con thấy gì? Tôi thưa, một giỏ trái cây mùa hạ. Đức Giê-hô-va lại phán với tôi, sự cuối cùng đã đến trên Israel ta. Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa đâu. Trong ngày đó, những bài hát trong cung đền sẽ trở thành tiếng khóc than. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Xác chết vương vãi khắp nơi và người ta lặng lẽ ném chúng đi. Hãy nghe đây, các ngươi là kẻ áp bức người nghèo nàn, hủy diệt kẻ khốn cùng trong đất. Các ngươi nói rằng, khi nào trăng mới sẽ qua để chúng ta có thể bán lúa miếng, và ngày Sa-bát qua để chúng ta mở kho lúa mì ra bán, để bớt ê-pha, thêm nặng siết lơ, và dùng cân dối giả để lường gạt, để chúng ta lấy bạc mua người khốn cùng, lấy một đôi dép mua kẻ thiếu thốn, và bán cho đến lúa lép nữa. Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà thề rằng, ta sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng. Đất sẽ không rúng động về việc đó sao? Và tất cả dân cư nó sẽ không than khóc sao? Cả đất sẽ dậy lên như sông Nin, nó sẽ lung lay và lúng xuống như sông của Ai Cập vậy. Chúa Giê-hô-va phán, trong ngày đó, ta sẽ khiến mặt trời lặn xuống giữa trưa và khiến đất tối tăm giữa ban ngày. Ta sẽ đổi các ngày lễ của các ngươi ra sầu thảm và tất cả các bài hát của các ngươi thành ra ai ca. Ta sẽ khiến các ngươi mặc áo xô trên lưng và làm cho mọi đầu đều hói. Ta sẽ làm cho các ngươi than khóc như một người mất con trai một và kết cuộc sẽ như một ngày đắng cay. Chúa Giê-hô-va phán, này, những ngày sẽ đến khi ta khiến cơn đói kém xảy ra trên đất, chẳng phải đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, nhưng đói khát được nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, chúng sẽ đi lang thang từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông. Chúng chạy đi đây đó để tìm kiếm lời Đức Giê-hô-va, nhưng không tìm được. Trong ngày đó, những trinh nữ xinh đẹp và những chàng trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khát. Tất cả những kẻ chỉ thần của Samari mà thề rằng, hỡi Đan, thật như thần ngươi sống, thật như thần của Beersheba sống. Tất cả những kẻ ấy sẽ ngã xuống và không dậy được nữa. Sách Amos chương 9. Khải tượng về sự trừng phạt Israel. Ta thấy Chúa đứng gần bàn thờ và phán rằng, hãy đánh các đầu cột để những ngạch cửa bị rúng động. Hãy đập sập các tượng trên đầu chúng. Kẻ nào sót lại của họ thì ta sẽ giết bằng gươm. Không một người nào trốn được, chẳng một ai thoát khỏi.
Dù họ đào đất chui xuống âm phủ, tay ta cũng sẽ lôi họ lên. Dù họ trèo lên trên trời, ta cũng sẽ kéo họ xuống. Dù họ trốn trên đỉnh núi Cạc Mên, ta cũng sẽ đi tìm để bắt họ. Dù họ ẩn mình dưới đáy biển, ta cũng sẽ sai rắn biển cắn họ tại đó. Dù họ bị kẻ thù bắt lưu đày, ở đó ta cũng sẽ sai gươm giết họ đi. Thật mắt ta theo dõi họ để giáng họa chứ không phải để ban phước đâu. Vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, đấng chạm đến đất thì đất liền tan chảy, tất cả dân cư nó khóc than. Cả đất dậy lên như sông Ninh và lúng xuống như sông của Ai Cập. Chúa đã xây cung đền Ngài trên các tầng trời và lập vòng khuôn Ngài trên đất. Ngài gọi nước biển và đổ ra trên mặt đất. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi con cái Israel, đối với ta, các ngươi có khác gì con cái Ethiopia đâu? Chẳng phải ta đã từng đem Israel ra khỏi xứ Ai Cập, người Philippines ra khỏi Cáp Tô và người Syri ra khỏi Kira hay sao? Kìa, con mắt Chúa Giê-hô-va để trên vương quốc tội lỗi này, và ta sẽ hủy phá nó khỏi mặt đất. Nhưng ta sẽ không diệt sạch nhà Gia-cốp, Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì này, ta sẽ truyền lệnh và sẽ tan rãi nhà Israel ra giữa mọi dân tộc, như lúa mì bị sàn sảy trên cái sàn mà không có một hạt nào rơi xuống đất. Tất cả những tội nhân trong dân ta là những kẻ nói rằng hoạn nạn sẽ không bắt kịp chúng ta, thì chúng sẽ chết bởi gươm. Lời hứa cho Israel được phục hồi. Trong ngày đó, ta sẽ dựng lại nhà tạm của David đã bị sụp đổ và tu bổ lại những chỗ đổ nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi hoang tàn và xây nó lại như ngày xưa, để họ sẽ chiếm phần còn sót lại của Edom và tất cả các nước được xưng bởi danh ta. Đức Giê-hô-va phán vậy, chính Ngài sẽ làm trọn mọi điều đó. Đức Giê-hô-va phán: Này là những ngày đến, người cày sẽ theo kịp kẻ gặt, người đập nho sẽ theo kịp kẻ gieo giống. Các núi sẽ nhỏ rượu ngọt ra và mọi đồi sẽ tuôn chảy. Ta sẽ đem dân Israel ta từ chốn lưu đày trở về. Họ sẽ lập lại các thành bị tàn phá và sống ở đó. Họ sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó. Họ sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó. Ta sẽ lại trồng Israel trên đất của họ, và họ sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mà ta đã ban. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.